vậy là hai chúng ta đã xa lìa nhau. Một tình yêu thiết tha ghé trong niềm đau, đoạn đường nào đã qua khi ta gặp nhau, đến nay hóa ra biển sâu, chẳng thể nào còn trông thấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.